Xin chào các bạn, chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay lại với chuyên mục Alpha Trường Nào Thế. Ngày hôm nay Thành đang có mặt tại Tonga Tekkyo. Tonga Tekkyo có 3 cơ sở ở Sungham, Kutok và Bumin. Ngày hôm nay thì Thành và Hằng cùng với Alpha đang có mặt tại cơ sở ở Bumin. Đây là một cơ sở tập trung rất là nhiều du học sinh Việt Nam. Và tình ngày hôm nay cùng với Thành và Alpha tìm hiểu ngôi trường này. Let's go! Đây tòa nhà chính phủ hồi xưa, sau đấy là tuyển này để bảo tàng. Hiện tại bây giờ Thành đang có mặt tại nhà ăn của trường. Nó ngay ở gần như Panjiha, kiểu một nửa tầng 1, một nửa tầng hầm ấy. Đây sẽ phân ra hai loại. Một là các bạn sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, sau đấy thì các bạn sẽ ăn uống tự do ở đây. Hai là các bạn sẽ vào nhà ăn của trường. Hiện tại bây giờ không phải là cái giờ ăn trưa của trường nên là nó rất là vắng người, chỉ có cái mùi dầu mỡ thôi. Chắc là mình phải té ngay chứ không ở đây. Cuối cùng thì Thành cũng được vào trong lớp học rồi. Một cái lớp học như thế này thì Thành đánh giá sơ qua một chút về trang thiết bị đi. Nó có vẻ như là nó hơi cũ nhưng mà nó đang chắc chắn này. Một lớp học như thế này thì các bạn sẽ được học trộn lẫn giữa sinh quốc tế các nước khác rất là nhiều. Về cái khu vực này thì về máy chiếu, về loa, điều hòa, mọi thứ đều có. Tất nhiên là khi mà học tiếng thì các bạn chỉ cần như thế này là nó là thoải mái rồi. Được một cái là các bạn học ở đây, nếu như bạn nào mà ở ký túc xá luôn á thì đây là một cái tòa ký túc xá có học tiếng ở đây luôn cùng với Thành. Đứng ký túc xá với anh không? Thôi đứng đây luôn, đứng đây luôn. Đến đây thì bắt được hai idol TikTok, một idol ở Quảng Bình, một idol ở Cần Thơ. Đi cùng Thành nào. Đến đây Thành ơi. Em có cảm nhận gì về ký túc xá ở trường này? Em thấy ký túc xá ở đây khá là tiện nghi. Mặc dù là giá có hơi cao một xíu nhưng mà em thấy là cái mức giá đó thì em nghĩ là chất lượng nó sẽ đi đôi với số tiền tiền của đó. Rồi tí nữa liên lạc với trường này lấy cho tài khoản nhá. Em không thể hiện ký túc xá rất tốt anh. Ông này bị mua chuộng đúng không? Chắc chắn luôn. Chế độ bảo an của trường nhá. Này, nó phải như thế này mới đi được vào, nên là các bạn ở đây cứ yên tâm. Bên tòa này là nữ mà bên tòa bên kia là nam, nên là không có lo cái vấn đề là gọi là mất đồ hay là thậm chí là người lạ vào thế này thế kia. Huyền Anh bảo này, nếu mà như thế này nhá thì các bạn đi làm thêm về muộn các thứ có vào được không? Không ạ. Không à? Sau 11 giờ là sẽ là giờ kiểm tra. À, thế là và sau 1 giờ là ký túc xá sẽ đóng cửa. À ok, đấy là một cái điểm nó sẽ hơi bất tiện đấy các bạn, nếu như mà mới bước chân vào thì Thành thấy nó giống một cái chung cư thu nhỏ ấy. Không gian ok các bạn ạ, mà nó sạch sẽ như thế này, chỗ học các thứ các bạn đều có này, rồi là trên này đều có cái tủ mà tủ để bỏ đồ các thứ này. Người ta tỉ mỉ đến mức độ thùng rác, ổ cắm truyền, mỗi đứa chuẩn bị cho một cái, chỗ bỏ quần áo này, nhà vệ sinh khép kín rất là sạch sẽ. Một cái nữa là cái view xịn luôn, đẹp cực kỳ luôn. Ồ, anh tưởng là không cần phải thử, ăn xong là để ấy luôn. Ăn xong rồi lại đây làm. Các mẹ nấu thì bữa ăn bữa bỏ đúng không? Bước ra đời bữa đói bữa nó. Khi đến với trường này, du học sinh sẽ lựa chọn chuyên ngành kinh doanh, thương mại, du lịch. Tại vì đấy là những cái chuyên ngành thế mạnh sau khi mà ra trường và xin việc. Những năm gần đây thì em lại thấy các bạn đang thay đổi xu hướng. Các bạn sẽ thiên về chuyên ngành truyền thông, ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Trung. Để các bạn có thể biết được 3 ngôn ngữ, đấy là tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung. Nói về điểm mà em không thích ở trường, một vài điểm thôi, đấy chính là trường Đông A nằm ở những cái khu vực Busan, cách xa với Seoul. Xin công việc ở những doanh nghiệp thì nó sẽ hơi khó một chút. Cái việc mà apply vào những cái học bổng của doanh nghiệp ngoài chẳng hạn thì nó cũng sẽ cạnh tranh rất là khó so với những cái bạn học ở Seoul. Ngoài ra thì các bạn sinh viên Việt Nam ở trường Đông A thì rất là đông, cái việc mà cạnh tranh sẽ rất là khó một chút. 4-5 năm sinh sống và học tập tại trường Đông A thì em thấy rất là thoải mái, rất là thích. Cái Busan thì sao? Tuyệt vời luôn ạ, em cực kỳ thích Busan. Nó không quá lạnh, nó cũng không quá nóng. Các địa điểm du lịch cũng nhiều, xung quanh đây thì cũng sầm uất, thành ra là cái việc đi xin việc làm thêm nó cũng dễ, nó không quá khó. Về chương trình học bổng của trường, nhà Huyền sẽ chia sẻ về học bổng thuộc cho hệ đại học ấy. Nó sẽ có hai loại, thứ nhất đấy là học bổng TOPIC, thứ hai nữa là học bổng thành tích học tập GPA theo từng kỳ. Cái học bổng thứ nhất TOPIC 3 thì sẽ được 50%, TOPIC 4 70%, 5 và TOPIC 6 thì sẽ được 100% học bổng. Có một điều lưu ý đấy là chỉ dành cho cái kỳ đầu tiên nhập học thôi, còn các kỳ sau thì không được tính học bổng TOPIC nữa. Cái học bổng thứ hai đấy là cái học bổng điểm GPA, cứ mỗi kỳ như thế thì sẽ tùy theo cái thành tích học tập của các bạn, cái điểm GPA nó càng cao, xếp loại trong khoa nó càng cao, quy đổi ra cái học bổng nó cũng sẽ tương tự như thế.
Nếu như bạn xếp hạng top 10% trong khoa, bạn sẽ được học bổng 100%. Trong top 40% trong khoa thì bạn sẽ được học bổng 70%. Cái đó nó có khó, liệu có khó đối với du học sinh không? Cái này không phải là khó hay là dễ, mà nó phải tùy thuộc vào cái khả năng học tập và cái ý chí học tập của các bạn. Nếu như các bạn cố gắng. Nhận xét tổng quan của Thành về trường Đại học Đông Á hay còn gọi là Tông A Tech Kyo. Đây là một ngôi trường có 3 cơ sở ở Busan luôn, nên là khi mà các bạn học chuyên ngành á, sẽ được phân chia ra rất là rõ ràng từng khối ngành một. Cái thứ hai là về học tiếng sẽ được học tại một cái tòa nhà riêng ở ký túc xá luôn, và ký túc xá Thành đánh giá là ok. Khi mới đầu vào ấy, Thành nghĩ nó là đắt đỏ, nhưng mà khi mình vào trực tiếp ở trong cái trang thiết bị, từ cái chế độ bảo an vệ sinh các thứ, thì Thành đánh giá nó xịn thực sự. Về con người, về sinh hoạt ở đây thì đây là thành phố già Busan, trẻ người hầu như người ta đi chỗ khác, người ta phát triển hết. Về công việc làm thêm của du học sinh á, Thành nghĩ nó ok. Tuy nhiên là chi phí sinh hoạt thì nếu như mà Thành chưa đến đây, Thành nghĩ nó rẻ, nhưng mà đến đây rồi thì Thành thấy là về tiền nhà nó cũng 300-400 ngàn một tháng, thì nó cũng không thua gì cái thằng Seoul đâu. Về Busan này, Thành nhận xét đây là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, có tầm khoảng 3,3 triệu người đang hoạt động và sinh sống tại đây. Nó không quá khó sống, mà các bạn sẽ sống một cách nó yên bình. Busan hay còn gọi là Tông A Tech Kyo thì là một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Alpha đến tận giây phút này. Và chúng mình là Dụ Alpha, chuyên giải đáp và review tất cả trường đại học lớn nhỏ Hàn Quốc. Nếu có trường nào hay thậm chí có câu hỏi nào liên quan đến Dụ Hàn Quốc thì hãy để lại phần bình luận. Thành và đội ngũ Alpha sẽ cố dành thời gian ra giải đáp tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.